Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây vì muốn níu kéo tình cảm với vợ, Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1988, trú tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, đã đổ xăng lên người hai con gái, rồi đe dọa đốt để cùng tự tử. Chi tiết vụ việc ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Trước đó vào chiều ngày 2 tháng 7, sau khi cãi nhau với vợ là chị LTTL, sinh năm 1993, Linh đi mua một lít xăng rồi về nhà chở hai con gái 7 tuổi và 3 tuổi đến một nhà nghỉ trên đường Tô Vĩnh Diện, thành phố Pleiku thuê phòng. Tại đây, Linh đổ xăng lên người hai con gái rồi chụp ảnh lại gửi cho vợ với nội dung "Sống không cùng nhau thì sẽ chết cùng nhau, nhìn mặt lần cuối đi". Sau khi nhận tin nhắn, chị L hoảng sợ nên báo cho gia đình hai bên và trình báo công an. Lực lượng công an phường Hoa Lư, công an thành phố Pleiku đã lập tức đến hiện trường để vận động đối tượng mở cửa đưa hai bé gái ra ngoài, nhưng Linh không đồng ý. Lực lượng công an tiếp tục vận động và lên phương án giải cứu nạn nhân, nhưng đối tượng vẫn kiên quyết không thả người. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, lực lượng công an đã phá cửa phòng trọ xông vào. Lúc này, Linh đang định tiếp tục đổ xăng lên người rồi tự tử cùng với hai con, nhưng lực lượng công an đã kịp thời dập lửa, bắt giữ Linh và đưa hai bé gái ra ngoài an toàn. Qua điều tra ban đầu, xác định nguyên nhân là do thời gian vừa qua, vợ chồng Linh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị L gửi đơn ra tòa xin ly hôn vì cho rằng Linh thường xuyên ghen tuông, đánh đập. Trong khi đó, Linh tìm cách níu kéo và muốn hàn gắn tình cảm, nhưng chị L không đồng ý. Vào sáng ngày 3 tháng 7, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1988, trú tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku để điều tra về hành vi trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu yêu thích chương trình, quý vị cũng đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo về những video phát hành mới nhất. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!